Làm top Alice Việt Nam đi, mình nạy bạn luôn đó, lần thứ 6 rồi. Ô sờ kê bạn yêu luôn nhá, đừng có nạy mình giảm tuổi thọ mất. Và đây là top 3 người chơi có lực chiến tướng Alice cao nhất xếp hạng server Việt, những ông hoàng trong làng trợ thủ. Nhớ ấn like và subscribe ủng hộ mình nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. Top 1 các ông thẩm xem có phải con gái không, lực chiến 9894 bao gồm 11.775 trận, tỷ lệ thắng 55,7%, danh cao nhất chiến tướng dấu ấn 12. Top 2 lực chiến 8827 bao gồm 3631 trận, tỷ lệ thắng 60,8%, danh cao nhất chiến tướng dấu ấn 8. Ông này tôi cá là không bút bẩn nhé. Top 3 người chơi hệ trợ thủ, ông này chắc đẹp trai lắm, lực chiến 8557 bao gồm 18339 trận, tỷ lệ thắng 54,4%, danh cao nhất thách đấu dấu ấn 15. Thật là chất. Mời đếm.